Rồi, xin chào mọi người. Hiếu xin hướng dẫn cho mọi người một cái động tác rất là tốt cho cái cuộc sống của mình, tập luyện rất là dễ ở nhà mình ha. Bất kỳ nơi đâu, Hiếu ngồi đây là bãi biển cũng được, ở nhà cũng được, trên thảm yoga cũng được, trên cái nệm mình ngủ cũng được, rồi trên cái sàn nhà của mình cũng được. Có rất là nhiều người hỏi tôi là ủa tại sao không tập trong cái nệm cho nó im. Thực ra là mọi người thích ở đâu tập ở đó thôi. À, Hiếu thì thích ở đây à, bất kỳ nơi đâu, ở ngoài bãi biển như thế này cũng được. Và cái động tác như thế này, mình ngồi hai cái chân mình mở ra thế này và cái mông của mình đụng đất, cái mông mình đụng đất luôn. Và cái thứ hai mình thẳng lưng lên à. Cái thứ ba là mình tập mình hơi ngã người ra sau chút xíu, và khi mình ngã người là cái cầm mình nhớ mình gặp đụng ngực thế này, cái mình ghim cái cầm lại gần như là đụng ngực nha, ghim lại thế này đấy à, thẳng lưng nha, ghim đụng ngực nè đó. Chưa quen thì mình sẽ làm 15 độ, gặp 15 độ thế này. Còn nếu quen gần thì mình dần thì mình lại ra 30 độ. Dần nữa thì mình ra 45 độ. À, rồi, mình ngã về trước, ưỡn ngực, ưỡn bụng ra, ngửa cổ, mắt nhìn về trước. Đó, gập ra nè, ngã ra nè. Rồi, ưỡn ngực, mắt nhìn về trước. Ngã ra 45 độ nè, ưỡn ngực, mắt nhìn về trước. Quen rồi thì có thể mình ngã hẳn luôn cũng được đó, như Hiếu ngã hẳn luôn cũng được. Đó, rồi gập bụng xuống, ưỡn bụng ưỡn ngực, ngửa cổ mắt nhìn về trước. Thấy chưa? Thì nhắc lại nha. Như vậy thì động tác từ dễ đến khó. Từ dễ đến khó là gì? Chúng ta có thể ngã ra 15 độ. Chúng ta có thể ngã ra 30 độ. Chúng ta có thể ngã ra 45 độ. Chúng ta có thể ngã ra hẳn luôn cũng được. À, và chúng ta gập lên. Thẳng lưng, ưỡn bụng ưỡn ngực về trước. Ngửa cổ mắt nhìn về trước. Đó, động tác này rất là tốt cho cuộc sống của mình. Ai cũng có thể tập được và tập mọi lúc mọi nơi.